Ai đây là gì đây? Ủa, à đây là chỗ chợ. Ủa, khoan cái gì đó. Oh my god. Mọi người, cái này là cái thang máy nha. Hello mọi người, lại là mình Sunny đây. Chào cả nhà yêu của Sunny nha. Ok, thì mọi người thấy hiện tại tôi đang ở bên nhà cũ là bởi vì hôm bữa chuyển nhà qua đây mình quên nói chuyện lại. Với là kiểu bên nhà cũ á, thì nhà làm 4K á, thì như xây khá là nhiều phòng hơn. Với lại kiểu cái thời đó đang đam mê nội thất á, nên là thiết kế cũng khá nhiều. Giờ gần đây thì khá là nhiều việc, nên là Như vẫn chưa sắp xếp được thời gian để mà decor thêm. Nhưng mà Như vẫn luôn cố gắng tìm những cái ngôi nhà đẹp để mà review cho mọi người, để mọi người có thể có thêm ý tưởng, cũng như là Như cũng bồi đắp thêm cái ý tưởng đầu Nhi nữa. Mai mốt mà còn biết đường mà decor đúng không? Đó, thì hôm nay cũng như vậy. Hôm nay Nhi cũng sẽ dẫn mọi người đi xem một cái villa. Trời ơi, tôi nói cái villa nó xuất sắc dã man luôn mọi người ạ. Cái villa gọi là villa gì ta? Villa 400 củ đó, của cái bạn đó mà tôi quên tên bạn mất tiêu rồi. Tôi mới đi về đó, bây giờ tôi mới quay cái này để mọi người xem. Nhưng mà thật ra để khi mà tôi quay video đi tham quan nhà bạn thì tôi đi lần đầu nha, nên là cái cảm xúc nó rất là chân thật luôn. Và nếu như mà mọi người thấy có nhà nào đẹp nữa và mọi người muốn mình review, mọi người nhớ là mình rất là thích những cái ngôi nhà nhà giống thật nha, giống thật nè, nhà chung cư nè, nhà đất nè. Còn nếu như mà mọi người thấy không phải nhà thật nhưng mà nó cũng rất là hoành tráng, rất là đẹp, thì mọi người cũng hãy comment cho Nhi biết nhé. Nhớ để lại tên những cái ngôi nhà đẹp để mà Nhi có thể đi tham quan và review cho mọi người ha. Ok, thì trước khi mà đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì mình điểm qua một vài cái gói mới thôi ha. Nhi sẽ điểm qua nhanh thôi để mà chúng ta có thể đi cái video này nhanh một xíu. Đầu tiên là trong phần cửa hàng hôm nay chúng ta có không phải hôm nay nha, hình như là hôm qua gì rồi, thì đó cái gói cô bé thỏ ru ru này kiểu mình còn đang đắn đo không biết có mua không. Bây giờ nó quăng thêm một cái gói gấu bông nâu với là gấu bông hồng nữa. Trời ơi, chắc tôi chết quá. Sao cái số phận không tiền rồi mà sao nó cứ ra toàn gói gì dễ thương không hết ta. Thì cái gói này nó sẽ có 4 món: mũ, đồ ngủ, đôi giày với là cái ba lô. Thì cái gói này nó rất là đáng yêu luôn ấy mọi người. Giống mấy cái bộ đồ ngủ mà người ta hay mặc mang ở nhà mà kiểu trùng kín đầu giả vờ làm thành một con gấu bông á mọi người đó. Thì cái bộ này nó cũng dễ thương như vậy nha. Nên mọi người thấy cái anh bìa không? Thấy cái poster của nó không? Trời quá là xinh luôn á. Thì nó chỉ có một cái gói mới như vậy thôi, nhưng mà nó dù sao thì cũng rất là đẹp ha. Về sự kiện đào rương kho báu thì hôm nay nó sẽ hết hạn. Nhưng mà trời ơi, tôi vẫn chưa đào được cái gì hết mọi người ơi. Chắc là tôi phải gọi là tạm gác bye bye cái sự kiện đợt này, đợi cái đợt sau lại. Thế chứ bây giờ tôi vẫn chưa có đào được thêm cái gì hết. Ok, để mọi người không chờ lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn nha. Gì, villa 400 củ hả? Wow, rẻ vậy sao? Villa mà có 400 củ thôi mọi người. Ôi, ôi, mà tiếc ghê á, kiểu như đang không có chủ nhà ở nhà nên là bạn ấy tắt kiểu sao ta, bật đèn mờ đó. Mình chỉ nhìn thoáng qua thôi là thấy nó siêu đẹp luôn ấy. Từ mình đi vô. Nhà này nhà gì đây? Ủa sao? À, 36k đúng không? Giờ tiền vô review cái video ngủ là sao ba? Đi vô á, mình cũng không biết là cái cửa này bài thiết kế kiểu gì, nhưng mà nó sẽ giống như một cái cửa gọi là cái trần cao nha. Sau đó bên trái á là có một cái hồ, kiểu giống thì giống hồ bơi, nhưng mà mình nghĩ chắc cái hồ này để người ta kiểu làm cái rượu, tiệc rượu của mọi người, gì ta, quầy bar rồi đó. Xong bạn bè sẽ kiểu nằm đây nói chuyện, uống cocktail rồi đó mọi người đó đó. Đó, hồ bơi thì cũng hơi nhỏ nên là chắc là sẽ chơi bơi vui thôi. Bơi vui thôi, còn đó cocktail nè mọi người. Nhớ trước khi xuống hồ bơi là nhớ tắm qua đó nha. Tôi quên tắm mất tiêu đó. Mọi người phải tắm qua đó nha. Còn bên này có một cái người, người ta gọi là hình nộm, đang kiểu nằm giống như nằm võng vậy. Mình nằm lên cùng đá, mình mình nằm lên cùng hình nộm cũng được nha mọi người. Bên cạnh chỗ hồ bơi là chúng ta sẽ có một cái gọi là cái mini BBQ hả? Giống là một cái sân vườn nhỏ để mà ngồi cùng bạn bè gia đình nướng thịt đồ ăn rồi đó. Trên bàn có cái lò nướng luôn này, cái này là cái gì nhỉ? Bà lấy một hình như là một cái gọi là, mình nhớ là cái nắp ống cống thì phải. Không, nó ống cống thì mọi người nghe hơi nghe là thấy hơi thúi nha. Cái thì lấy thôi, nhưng mà nhìn thì nó vẫn giống cái lò nướng mà đúng không? Còn bạn đặt trên cái gì thì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nói chung đây là một cái chỗ để mà chúng ta ngồi nướng thịt với gia đình đồ vậy nha.
để trước khi mình đi vô trong thì để mình đi cái khu vực ở bên ngoài đã. Bên này thì sẽ có một cái sân đứng chơi thôi mọi người. Cái sân chúng ta sẽ đứng chơi chơi với bạn bè đồ rượt đuổi đồ này kia đó. Có xích đu nè. Còn phía dưới này thì sẽ có cái gì? Từ có cái gì thì có, mình phải bật đèn lên ha. Khu vực này là có một cái chỗ để ngồi hả? Ở đốt lửa trại, à chỗ này để ngồi để đốt lửa trại, nhưng mà không ai đốt lửa trại mà ngồi sofa hết á mọi người. Thay vì ngồi ghế nhựa thì hơi khó ngồi xíu thì ngồi sofa cho nó êm á mọi người. Ở ngoài này còn có mấy góc nhạc nữa. Nói chung mà ở ngoài này cũng là một cái khu vực để ngồi chill. Thì bên kia là lò nướng để mà nướng BBQ, thì bên này thì lò nướng để là sưởi ấm thôi. Nhưng mà phải công nhận là tuy cái villa bên trong không biết sao, nhưng mà phía bên ngoài bạn gọi là tận dụng hết mức có thể luôn nha. Chỉ với một cái khu đất cũng không có quá rộng, nhưng mà bạn phân ra 4 khu rất là rõ ràng. Và mình thấy rất là hay luôn, cái nào cũng rất là tiện ích luôn. Xây rất là khéo mọi người nha. Ở trên này là cái gì đây? Cái đài phun nước hả? Ok. Bên cạnh cái đài phun nước, chúng ta có một cái radar đựng xe ô tô. Ê, cái này đẹp nè, wow. Ê, bà xe kiểu gì để mình xem. Trên đó là gì? Ủa, cái trên đó có gì mà bấm nút được vậy? Có gì sáng đèn ra nè mọi người. Ê, phía trong hơi lạ nha, không biết nữa, nó có kim tuyến rồi này kia nữa. Nhưng mà nó hơi cao đó. Thì không biết là bạn lắp bằng cái gì. Sao bạn lắp bằng cái gì mà mình nhìn không ra nhở? Thì trong cái radar này có gì đây? Ui cái radar, ui bạn làm đẹp quá. Ui trong cái radar này là có cái thềm đi xuống hả? Đúng không? Ừ có cái thềm đi xuống vô trong cửa, vô trong phía trong nữa. Ồ nhưng mà phải công nhận, bắt đầu cái cửa mà kéo kéo này, mình không nghĩ là nó có thể làm giống cái radar thiệt sự như vậy luôn á. Ồ hay nhờ. Mình phải học tập cái radar này của bạn, nó đẹp á mọi người. Ê bây giờ mình nên đi vào bằng cửa chính hay là chúng ta sẽ đi vào bằng cái phía bên này ta? Hoặc mình nghĩ là mình sẽ đi từ cửa chính vào rồi mình tới khu phía sau, radar sau luôn ha. Đó, thì ở ngoài nhìn vô á thì mình sẽ thấy là căn nhà nó sẽ có 2 tầng đúng không? Nó sẽ có một cái ban công phía trên đó, bên phải là một cái radar. Thì đi vào chúng ta sẽ có một cái cửa này. Phía trong á thì mình sẽ nhìn xuyên thấu được ở bên trong nhà bằng cái cửa kính lớn ấy mọi người, cửa kính lớn trong suốt nên là mình có thể thấy được quang cảnh ở trong nhà luôn nha. Ê chưa gì là thấy nhà đẹp đó mọi người. Bây giờ đi vô nha. Wow, trời ơi đơn giản đẹp quá. Đơn giản mới đẹp mọi người hả? Oh my god, kiểu rất đơn giản luôn nhưng mà không có gì gọi là thừa thải hết á. Ở này là cái gì? Cái này chắc chắn là tủ giày. Vì bạn đặt có một cái mũ phía trên á. Nói thì nghe không liên quan, tự nhiên tủ giày đặt cái mũ trên. Ý là cái tủ mà mỗi lần mọi người ra đường mọi người hay để đồ ở đây, xong cái đến khi về mọi người cũng sẽ để đồ trên này á. Mũ nè, chìa khóa nè, giày nè, đó. Phía trên sẽ có một cái đồng hồ nha. Ở giữa là sẽ có một cái tivi kèm hai cái bộ loa và một cái đèn pi organ nha mọi người. Ồ cái đèn organ đèn dễ quá, nhưng mà rất là nhiều nhà họ sử dụng cái tủ bếp á mọi người làm thành cái tủ tivi. Đừng có tới gần là có hiện cái nấu ăn lên là mình biết, chứ đứng xa thì nhìn vô không biết đây là cái tủ bếp đâu ha. Bên này thì chúng ta sẽ có một cái gọi là cái quầy gọi giống không giống quầy bar, kiểu là cái quầy uống nước á, nhưng để điện thoại bàn này kia nè, nhưng mà nó sẽ hướng mặt ra cái khu vườn, à không phải khu vườn, cái hồ bơi trước mặt cái chỗ mà mình nướng BBQ lúc nãy đó. Đó mình sẽ ngồi đây để mình vừa uống rượu chill chill, đọc sách rồi mình ngắm cảnh ở ngoài. Đó bên này là cái bể gì không biết, nhưng mà nó cũng có voi ở trong nha. Ủa sao nuôi gì ngộ nghĩnh quá vậy? Thôi sofa đơn giản thôi, không có gì phức tạp lắm. Bên đây là cái tủ kính đựng mấy cái cần câu kiểu xịn xịn á. Thì đó, chưa biết gì chứ mình thấy là nhà này có vẻ là kiểu chủ nhà là kiểu dân hệ nhưng chơi hệ câu cá rồi nha. Hai cái cần gọi là sang trọng nhất ngay trong phòng khách luôn. Bên cạnh là có một cái tủ áo quần với là mấy cái bình gốm sứ. Trước dưới chân mình hình như đang có một cái khu vực gọi là khu vực đặc biệt gì đây này. Mình đang đoán là tầng hầm nhưng không biết có đúng không, để mình mở ra thử ha. Gì đây mọi người, đi coi. À ôi là trời, chai rượu mọi người ơi, kiểu rượu với là củi đó. Wow. Thường á thì người ta sẽ có một cái tầng hầm rượu riêng, nhưng mà thôi kiểu kiểu nhà bạn là nó
không cần phải bày vẽ thêm khu gì xây ống nổi, nên là làm một cái khu vực nhỏ nhỏ ngay trong phòng khách luôn. Ê, mình đi ngang qua mình đâu có để ý đâu, mình tới gần mình thấy nó hiện lên nút thì mình mới để ý, thì bật lên là sẽ có củi, với là củi thì mình không biết để làm gì, nhưng mà mấy chai rượu nha mọi người. Ồ qua cái chỗ cất rượu quá là hay ho luôn, cái này phải học tập nè. Đóng lại cho bạn, cho chủ nhà kêu ủa sao mình nhớ trước khi mình đi mình đóng cửa lại rồi mà nhỏ này nó mở cửa ra nó không thèm đóng lại vậy. Chia nhiều ngăn thích quá. Đây trên này là gì đây? Ủa, à trên này chỗ chợ. Ủa cái khoan cái gì đó. Oh my god. Mọi người cái đây là cái thang máy nha. Mình trước đây từng review một cái nhà ở chỗ nào ấy mà nó cũng có một cái thang máy y như thế này. Nhưng mà khác biệt một cái chỗ là cái thang máy bên đó là người ta để lộ ra luôn, nên là mình nhìn cái là mình biết ngay. Nhưng mà cái thang máy bên này kiểu bày để ẩn ở phía dưới á mọi người, nên là bắt đầu mình cứ tưởng đây là cái chỗ để mà mình đứng chơi ấy. Lên đây ngắm tranh vẽ rồi mình sẽ nằm nơi cái con mèo này mình chơi thôi. Mình không nghĩ là đó có cầu thang đi lên. Nhưng mà trên đó là gì thì mình để mình tính sau nha. Mình để mình xuống đây rồi mình coi thử là ở đây phòng bếp như thế nào đã. Bên trái là chúng ta sẽ có một cái bếp nhỏ nha mọi người. Tuy nhỏ nhưng mà rất là đầy đủ tiện nghi nha, để tôi coi. Nó sẽ có một cái máy xay cà phê, một những cái lọ gia vị, cái khay đựng đồ ăn. Cái kiểu mình rất là thích những cái bếp mà họ kết hợp cái phần bàn ăn giống như là một cái quầy bar để mà lúc lên món nó dễ dàng hơn á. Đó, như thế này nè, mình khá là thích cái kiểu nhà này như thế này ở ngoài đời. Đó, ở đây có tủ lạnh nè, có máy gì đây? Máy là máy gì? Ủa máy này, máy làm kem hả? Ủa máy làm kem mới bán ở trong game hả? Hay là nó có bán đâu rồi tôi không biết nè. Tôi mua máy này cũng chứ biết sao bây giờ. Nói chung là ở đây sẽ có nhiều cái bàn bếp nè, bàn bếp nấu mấy cái món nè, rồi cái chỗ để mà rửa ly nè, cái chỗ máy làm kem, máy nướng bánh nè. Ui có nhiều, có nhiều loại bánh đó nhở. Cái thớt để mà lăn bột làm bánh nè, lò vi sóng, cái lò bánh nướng. Ủa trên này là gì đó? Cái lồng kính để mà giữ bánh cho ấm ấy. Nhưng mà cái này nó có, họ có bán hả? Sao mình mới thấy lần đầu ta? Không biết nha mọi người, này chắc phòng đó mà biết ngay. Tôi chưa kịp nói gì đó là tôi đoán ngay cạnh phòng bếp sẽ là cái phòng vệ sinh. Tại nhìn thấy nó cũng nhỏ, với lại nãy giờ chưa thấy phòng vệ sinh đó. Đây phòng vệ sinh nha mọi người. Phòng vệ sinh thì nó cũng đơn giản không có quá phức tạp. Sử dụng những cái thiết bị có sẵn như là bồn tắm đứng, bồn cầu, bồn rửa mặt, cái chỗ tắm cho pet đó, nó cũng đơn giản thôi mọi người, có đèn nè. À bên này sẽ có một cái phòng. À không phải cái phòng, cái chỗ mà lúc nãy mình nói là nó nối liền với cái phòng radar đó, mọi người nhớ không? Thế ra là cái đồ mà mình đổi từ cái sự kiện đào khoáng sản là nó có cái giường này hả? Ê, tôi cảnh báo trước về mọi người là ai vô cái bàn nhà bạn này mà thông quan thì nhớ né cái cục khoáng sản này ra nhé. Ừ tôi cũng không nói với mọi người tôi mới bị kẹt đâu. Ừ ở đây cái cửa này để mà tạo cho cái phần bất đơn điệu thì bạn đặt những cái giá sách, kiểu như là ở những một số nhà ở bên phương Tây á, mình thấy người ta hay kiểu là tận dụng những cái phần thừa để mà người ta gắn những kệ lên để đặt sách ý, thì bạn này cũng làm theo y như vậy á mọi người. Nó cũng nhìn cũng rất sáng tạo luôn. Đây có một cái bàn để nghiên cứu kho báu gì đây mọi người. Ở đây á thì chỗ để tập gym, nhưng mà chỉ có một cái để tựa là tập tạ thôi nha mọi người. À bên này có một cái chỗ để đậu cái xe máy, nhưng mà mình lại không hiểu là tại sao bạn lấy dép cái phần gọi là thảm tuyết ở ngay dưới cái mô tô nữa. Cái này mình cũng thắc mắc lắm mọi người ơi. Ở đó về cái phòng này thì nó nối liền với cái phòng mà lúc nãy mình nói là cái radar ô tô đó, là có thay vì mà mọi người có thể hoặc là vô bằng cửa chính hoặc là mọi người có thể vô từ cái phía radar nha. Ok bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái khu vực mà lúc nãy mình khá là tò mò, đó chính là khu vực cầu thang máy đi lên nha. Chúng ta sẽ đứng lên phía trên trước, sau đó bấm vào nút thang máy nó sẽ đẩy mình lên đó. Đó trời xịn không. Dành cho những ai chưa biết thì Nhi có một cái cửa hàng nhỏ ở trên kênh TikTok Sư Nhi Trang. Mọi người có thể bấm theo như trên hình ha. Thì ở đây Nhi bán những cái đồ dùng học tập cũng như là những món đồ dễ thương. Bạn nào thích có thể vào đây và ủng hộ Nhi nha. Ở đây trở lại video thôi. Cái này phòng, cái phòng là phòng gì đây? Ui trời ơi cái tầng hai nó xịn quá. Ê phòng công nhận kiểu chi tiết nhờ. Từ cái phòng trước tầng 1 là đã có phòng khách, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng radar. Ê, rồi bây giờ chúng ta lên phần 2 thì sẽ có phòng ngủ nha. Ở bên này có một cái tượng hình con thỏ, bàn chơi máy tính siêu bự, màn hình siêu rộng luôn mọi người. Đây ở bên này có một cái giường đôi. Mình cũng nghĩ là cái nhà bự như thế này thì phải 2-3 người ở chứ người sao ở hết đúng không mọi người. Này là giá áo treo quần nha mọi người. Ủa bên này người ta còn có cái giá treo quần, cái áo quần hẳn hoi như vậy luôn hả?
Trên này kiểu mình cảm giác là tivi loa đồ nó còn xịn hơn bộ ở dưới nữa mọi người. À đây có bàn làm việc cho nữ nè. À chắc đây là sẽ là một cặp vợ chồng trẻ ở mọi người. Cái tòa nhà này nam sẽ hơi nhỏ tuổi một xíu tại có cái chỗ để mà chơi game nè. Mọi người thấy không đó? Thấy ghê không? Trời ba cái máy chơi game luôn chứ bộ. Ê mà thiết kế cái khu này nhìn giống mấy cái quán net nha. Nha mọi người, nhìn xịn đó. Mọi người thấy không? Đồ á. Nhìn đơn giản thôi mà nhưng đẹp á. Để mà xem tivi thì sẽ có một cái bộ sofa nằm ở giữa này. Bên này có những cái máy và kiểu điện tử như là máy ảnh nè, cái thân máy tính nè, máy photocopy. Bên này, ngoài này còn có một cái ban công nhỏ nữa. Cái chỗ để mà mình có thể uống cà phê, pha cà phê xong ngồi đây ngồi chill chill cùng bạn bè. À, quên bạn bè gì, cái này là vợ chồng chứ, tầm này bạn bè gì nữa. Thì ở đây sẽ có một cái gì, cái máy quay hả? Cái máy quay giống kiểu quay vlog vậy mọi người. Đây là gì đây? Cái đèn, ok. Có chỗ để vẽ tranh nữa nè. Chill không? Trời ra ban công đã ngồi uống cà phê cùng vợ rồi mà còn vẽ tranh nữa. Trời sao lãng mạn quá. Có cây cối tùm luôn. Thì nếu như không nhầm mà mình đã đi hết cái tòa nhà này rồi. Vậy ban đầu là công nhận đi vô thì thấy nó nhỏ nhưng mà thực ra vẫn là nhà 36k nha. Bạn đặt cái vách ngăn kiểu để cho nó hẹp lại thôi. Ok, vậy là mình đã khám phá xong với mọi người một cái căn nhà nữa. Trời ơi, mình vẫn rất là cuồng những cái căn nhà gọi là căn nhà xây giống thật đó mọi người. Và hồi trước thì hay ra những căn nhà chung cư. Dạo này thì mình thấy mọi người xây kiểu nhà đất nhiều quá mọi người. Mà cực kỳ đẹp luôn á, trời không có chê được điểm nào hết luôn. Nó giống y như một căn nhà thật luôn. Ngay cả cái hồng rượu tinh tế này tôi cũng rất là ấn tượng nữa. Trời ơi, bạn này xây quá xuất sắc nha mọi người. Nó sẽ không có quá nhiều cái gọi là cái sự gọi là phức tạp trong cái căn nhà này. Nhưng mà cái chi tiết nào nó cũng rất là ok luôn. Và nó kiểu xây sao ta, nó gần giống với một cái phiên bản nhà thật, nhà đất ở ngoài đời luôn á mọi người. Đó thì đúng là cái villa này nó quá xuất sắc, ra đúng dáng villa, quá là tiện nghi, quá là sang trọng. Nhưng mà nếu mà nói villa này 400 củ thôi thì nó có phải hơi rẻ không mọi người? Mình nghĩ là nó phải hơn đó mọi người ạ. Mọi người nghĩ là đối với mọi người thì mọi người sẽ chấm cái căn nhà này bao nhiêu điểm và mọi người sẽ định giá nó là bao nhiêu tiền? Với mình thì mình nghĩ chắc nó cũng phải gấp đôi hoặc là một tỏi đó mọi người à. Đúng không? Hơn một tỏi, phải mấy tỏi mới đáng đúng không? Hay là mình định giá nó hơi lố rồi đấy. Nhưng mà nói chung nhà này quá đẹp, nếu mà xây ở ngoài đời thì không có giá đó đâu mọi người ơi. Ok, và đó là mình đã review xong cái căn nhà villa 400 củ của bạn TVV. Mọi người có thể theo tên bạn để vào tham quan nha. Nhà này thực sự rất là đẹp luôn. Ok, video này chỉ đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Đừng quên để lại cho nhiều một like. Và nhớ bấm đăng ký để xem mai như sầm xí gì nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Mata nih.